Thưa quý vị, khu vực Quảng Nam là một trong những vị trí của tâm bão Noru. Khi vào đất liền, người Hội An cho biết Noru là cơn bão mạnh nhất từng quét qua khu phố cổ Hội An trong nhiều năm nay. Đến sáng ngày 28 tháng 9, khi bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, phố cổ Hội An cũng chìm trong biển nước. Bão vừa qua đi, nhưng người dân Quảng Nam đã lại phải gấp rút di dời đồ đạc vì cảnh báo lũ quét cấp độ 2. Bão số 4 tiến vào đất liền, can quét thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam từ tối ngày 27 tháng 9 đến sáng ngày 28 tháng 9. Và khi người dân đang phải khắc phục hậu quả, thì song song đó, nỗi lo chiều cường dâng cao, lũ quét lại thường trực. Mưa lớn cùng với việc thủy điện trên thượng nguồn Quảng Nam điều tiết xả lũ sau bão Noru đã khiến mực nước trên sông Thu Bồn, sông Hoài dâng cao. Nhiều nơi ở phố cổ Hội An lâm vào cảnh ngập lụt nặng nề. Mực nước trên sông Thu Bồn đoạn chảy qua phố cổ Hội An đang trên mức báo động 2. Chiều tối qua, mưa lớn kéo dài, mực nước sông Hoài, một nhánh của sông Thu Bồn, bắt đầu dâng cao, tràn lên hai tuyến đường chạy dọc ven sông là Bạch Đằng và Nguyễn Phúc Chu. Sau bão, mặc dù trời đã ngừng mưa, nhưng mực nước trên sông Thu Bồn vẫn tiếp tục dâng lên và bủa vây nhiều tuyến đường trong khu phố cổ Hội An như Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Thị Minh Khai, bị ngập sâu nhất là đường Bạch Đằng, có đoạn ngập lụt hơn 1 mét. Lũ quét vốn dĩ không phải là một hiện tượng xa lạ ở thành phố Hội An. Nhiều năm nay, song song với những cơn bão, áp thấp nhiệt đới, người dân Hội An luôn phải ứng phó với lũ quét chiều cường dâng cao. Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam, hiện mực nước các sông trên địa bàn tỉnh đang lên nhanh. Lũ trên sông Thu Bồn cũng đạt đỉnh và xuống chậm trong 6 đến 12 giờ tới. Tại Hội An, đạt đỉnh ở mức 1,65 m, trên báo động 2 là 0,15 m. Nằm phía cuối hạ nguồn, hàng năm đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam luôn phải đối diện với nguy cơ ngập úng và sạt lở do các hiện tượng thời tiết cực đoan của biến đổi khí hậu gây ra. Công tác bảo tồn di sản trước tác động của biến đổi khí hậu đang đặt ra thách thức với chính quyền và người dân thành phố cổ. Với các biện pháp chủ động đối phó với bão Noru và sẵn sàng bảo vệ di tích, theo ông Phan Văn Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, cơn bão số 4 đi qua không gây thiệt hại nặng nề lên di tích Hội An. Trước hết thì nói về cái phương án phòng chống lũ lụt chung mà năm chúng tôi thực hiện, thì cái việc mà triển khai cái việc khảo sát cũng như là xây dựng các phương án ứng phó trước cái mùa mưa bão là chúng tôi thực hiện từ khá sớm. Ngay từ những tháng 5, tháng 6 thì chúng tôi đã phối hợp với các địa phương liên quan, nhưng mà thực hiện cái việc khảo sát đánh giá tình trạng xuống cấp hư hỏng đối với lại các di tích trong khu phố cổ để mà có các phương án ứng phó xử lý khi xảy ra. Không riêng chỉ các di tích do nhà nước quản lý mà từng cái di tích nhà dân, chúng tôi cũng được việc khảo sát này từ rất sớm. Để mà qua khảo sát thì chúng tôi phải sẽ nắm bắt và chuẩn bị các cái phương án, ví dụ như là dàn chống hạ giải đối với những trường hợp nguy hiểm, rồi những trường hợp nào khi mà có tình huống xảy ra phải người dân trong đấy phải di dời đi nơi khác, di dời trong đến những cái điểm an toàn trong cái di tích, thì cái này chúng tôi phải có kịch bản từ rất là sớm. Và cụ thể đối với lại cái cơn bão Noru vừa rồi, thì với cái việc mà chuẩn bị phương án từ sớm, cho nên khi mà có tình huống xảy ra chúng tôi cũng là triển khai cũng rất là đồng bộ hiệu quả. Thì đối với cái số liệu cụ thể thì trong năm nay chúng tôi đã khảo sát toàn bộ khu phố cổ và xác định có 45 trường hợp di tích xuống cấp ở mức độ khác nhau, và trong đó thì thuộc trung tâm trực tiếp cũng như là hỗ trợ kỹ thuật để chống đỡ thì có 32 trường hợp về hạ giải cục bộ, để mà các cái vị trí không thể chống đỡ được thì có 3 di tích chúng tôi thực hiện cái việc hạ giải cục bộ những cái vị trí nguy hiểm và yêu cầu di dời đi ra ngoài khỏi di tích khi có bão xảy ra, thì đối với 10 trường hợp và yêu cầu di dời cục bộ trong phạm vi di tích đến những điểm an toàn. Đối với những cái trường hợp còn lại, đó là cái số lượng cụ thể mà chúng tôi đã triển khai trong cái ứng phó với cái bão Noru vừa rồi. Về cái sau khi bão xảy ra thì về cái thiệt hại thì qua khảo sát nhanh cũng như là nắm bắt từ thông tin từ địa phương, thì đối với khu phố cổ Hội An thì không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản thì theo thống kê thì không đáng kể. Về di tích thì về cơ bản cũng không có thiệt hại, không có tình trạng sụp đổ cũng như là bay tóc mái, vân vân. Thiệt hại chủ yếu là cây xanh bị đổ
do gió rất là mạnh, hiện nay chúng tôi đang nỗ lực khắc phục. Bên cạnh đó thì đối với lại những di tích ở vùng ven xung quanh cái tâm vi khu vực thì qua khảo sát nắm bắt thì cũng tình trạng cũng tương tự, chủ yếu là thiệt hại do vừa là cây xanh, một số cái vị trí có sự sụp đổ những cái mảng tường rào, chủ yếu là tường rào do cái cây xanh những cuộc cây xanh sụp đổ gãy đổ. Về cơ bản thì cái tình trạng của di tích nó đảm bảo là an toàn trong cái việc bảo vệ trong đó rồi. Để bảo vệ di sản trước biến đổi khí hậu, mỗi năm chính quyền và nhân dân phố cổ Hội An đầu tư hàng chục tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích, chằng chống, gia cố, chặt tỉa cây cối, phát dọn cảnh quan để hạn chế những tác động bất lợi của các yếu tố tự nhiên. Tuy nhiên, nỗi lo di sản xuống cấp tại nơi đây luôn thường trực bởi tác động của biến đổi khí hậu cùng với sự xả lũ ồ ạt của các đập thủy điện làm cho tình trạng lũ lụt ở phố cổ Hội An ngày càng diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với tiến sĩ kiến trúc sư Lê Vĩnh An, viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ Việt Nhật, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, người có nhiều năm nghiên cứu về bảo tồn di sản kiến trúc. Xin mời trường quay. Xin được chào tiến sĩ ạ. Thưa tiến sĩ, Hội An thì cứ mưa là ngập. Người dân thậm chí là đã quen với việc dùng thuyền bè đi lại mỗi khi gặp mưa. Tuy nhiên, ở góc độ chuyên gia, theo ông, hiện tượng mưa ngập này liệu có ảnh hưởng gì đến di sản Hội An hay không ạ? Vâng. Tất nhiên cái hiện tượng mưa ngập này là rất là nguy hiểm. Nguy hiểm lắm đấy. Bởi vì di sản Hội An là di sản kiến trúc bằng gỗ. Đấy. Ngay từ đầu nó không được thiết kế theo cái kiểu đô thị chịu nước giống như là đô thị viên ở Ý. Đấy. Và đô thị viên ở Ý thì là lấy đường sông, tức là giao thông bằng đường thủy luôn. Do đó nó ngập lụt thường xuyên và lâu ngày. Thành ra là nó đã được thiết kế theo một phương thức khác. Nhưng Hội An thì không. Thì thông thường là một cái đô thị lịch sử văn hóa, tức là di sản lịch sử văn hóa thì phải quan tâm tới một cái yếu tố khác, đó là di sản thiên nhiên, bởi vì nó được đặt trong cái khung cảnh thiên nhiên đó. Thì đô thị Hội An hình thành trên nền của cái di sản thiên nhiên đó, và nó nằm ở cái khu vực ngã ba sông nối từ sông Cổ Cò và sông Thu Bồn về, nó như là một cái ốc đảo vậy. Đấy, thì ngày xưa nó chưa có nhiều cù lao như bây giờ, nhưng bây giờ thì do cái yếu tố địa lý trị văn thay đổi, thành ra là cái dòng chảy chính của con sông Thu Bồn đã bị phân tách và đã thay đổi. Và cái một thời gian rất là dài con sông Cổ Cò là đã bị bồi lấp, dường như mất dấu tích. Thì bây giờ là các nhà nghiên cứu đã tìm ra, và các cái nhà hoạch định chính sách quy hoạch đô thị đã đang có cái dự án khôi phục lại con sông Cổ Cò, và rất nhiều khu đô thị đáng giá đang được xây dựng hai bên sông Cổ Cò đó. Tuy nhiên về cơ bản thì đô thị Hội An vẫn đang nằm trong một cái tình trạng, đó là tình trạng nguy cấp, mà chúng ta nhận thức cái điều này ngay từ bây giờ thì sẽ có những cái biện pháp kịp thời để hỗ trợ, để cứu vãn cái tình thế này và bảo tồn lâu dài cái đô thị Hội An. Thì ngày xưa khi mà được đô thị hình thành đến đó, là cái cột đất của đô thị Hội An nó không như bây giờ. Đấy. Ngày xưa thì tất cả các cái trục lộ xung quanh có thể thấp hơn Hội An một chút. Sau này khi mà phát triển cái giao thông đường bộ thì cứ mỗi lần làm đường thì cứ cái cột đường nó sẽ cao lên, thì vô hình chung cái đô thị Hội An nó sẽ thấp xuống. Và nước thì theo cái quy luật vật lý rất là tự nhiên là cứ chạy về chỗ trục. Nếu như chỗ trục đó có đường thoát thì nước sẽ không lưu giữ lâu ở đó được. Nhưng ở khu vực Hội An là các cái hướng thoát nước vô hình chung đã bị lấp bằng những cái cù lao được tạo nên do phù sa và do các sông tạo thành. Tuy nhiên Hội An vẫn chưa có những cái biện pháp can thiệp thật mạnh để giải quyết triệt để cái vấn đề này. Thì nếu như mà đó, đây là cái vấn đề chung của cái đô thị cổ Hội An. Thứ hai nữa là những vấn đề riêng của các cái công trình kiến trúc trong đó cũng là những vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm. Bởi vì di sản kiến trúc bằng gỗ luôn luôn có cái xu hướng là hút ẩm, và tích ẩm lâu ngày thì gỗ nó sẽ bị mục, rồi nhà sẽ dột nên sẽ lụt. Thì như vậy đó là những nguy cơ mà chúng ta cần phải nhìn nhận ngay từ bây giờ. Vâng ạ, thưa theo ông thì cần có biện pháp lâu dài như thế nào để bảo vệ di sản Hội An trước những thiên tai?
Thì bây giờ cái định nghĩa ở những cái thiên tai ở cái khu vực miền Trung ven biển là gió và bão. Cũng rất may ở đây ta chưa có động đất, dường như không có động đất, gió mà bão. Thì từ gió bão đó dẫn đến lụt, thì đó là những cái hiện tượng rất là phổ biến. Thì bây giờ thứ nhất là nói đến lụt, thì lũ và lụt cũng hai khái niệm khác nhau. Lũ thì nước chảy rất là xiết mạnh, còn lụt á thì có thể hiểu ở phương diện là nước về nhiều mà không thoát được, gọi là nước ứ, lũ lụt. Thì bây giờ để giải quyết vấn đề đó thì phải khơi thông cả cái con sông mà nó gắn liền với cái yếu tố địa lý trị văn nguyên thủy của cái vùng đất này trước khi đô thị Hội An hình thành, hoặc từ thuở ban đầu đô thị Hội An hình thành. Thì theo nhận biết nghiên cứu của các cái chuyên gia Nhật Bản á, thì có cái dòng sông, một nhánh sông Thu Bồn chảy qua trước đô thị Hội An, rồi các cái chi lưu của nó, và đặc biệt nữa là con sông Thu Bồn, con sông Cổ Cò. Thì đây là những cái điểm kết nối giao thông đường thủy và cũng chính là những cái yếu tố thoát nước tự nhiên cho khu vực này. Thì nên chăng chúng ta phải có một cái biện pháp mạnh, can thiệp mạnh là dẫn nước chạy vòng đằng sau lưng đô thị Hội An, tức là không cho chảy trực tiếp vào đô thị Hội An nữa, hoặc nếu có thì cái lượng nước đó phải được điều tiết phù hợp với cái cốt đất của Hội An hiện nay. Rồi bên cạnh đó cần quy hoạch một cái hồ thủy lợi rất là lớn để lưu lưu trữ nước trong mùa mưa, và cũng chính cái hồ này có thể cấp nước tưới tiêu cho đồng ruộng xung quanh đó. Đó là một cái giải pháp tổng quan ở tầm vĩ mô. Cụ thể hơn là cái hiện tượng nước chảy nước xói thì dậy dẫn đến sạt lở, và nước nó thấm trong đất lâu ngày thì sẽ sinh ra hiện tượng no nước. Mà khi dẫn đến hiện tượng no nước rồi á, thì các cái nền móng kiến trúc xung quanh sẽ bị sạt lở, sẽ bị nghiêng lún. Do đó là một biện pháp, đồng thời nữa là phải tiến hành kè, gia cố các cái bờ kè, những cái tuyến chi lưu mà chạy qua Hội An thì phải có biện pháp kè, có thể dùng phương pháp rất là truyền thống, không cần phải đưa bê tông cốt thép nhiều vào đó. Còn đối với cái nội đô, tức là những công trình kiến trúc trong đô thị, thì thông thường kiến trúc có 3 phần: phần móng, phần thân và phần mái. Thì phần móng tồn tại trên một nền đất yếu sẽ dẫn đến cái hiện tượng nghiêng lún và sạt lở. Thì nên kiểm tra thường xuyên các cái công trình kiến trúc quan trọng 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 điểm, xem xét cái phần nền móng đó có bị không, có bị nghiêng lún không, có dấu hiệu đó không. Thứ hai là phần thân, tức là cấu trúc chịu lực thì hoàn toàn bằng gỗ, mà bằng gỗ thì hút ẩm, tích ẩm. Do đó là khi mà hút ẩm tích ẩm lâu ngày là sinh ra cái hiện tượng mục. Và thứ ba là hệ mái. Mái của Hội An thì lợp dường như là không có dùng vữa, mà các cái phiến ngói mui liền lợp theo kiểu âm dương chồng lên nhau. Đây là một cái kỹ thuật rất là tốt để có thể là ứng lực chống bão. Tuy nhiên cái điểm yếu của nó là một khi các cái đường giăng ngói nó bị phong hóa và không còn giữ cái chức năng giữ ngói được nữa, thì chính các cái ngói đó sẽ dễ bị bay, bị tốc mái trong mùa mưa bão. Thì ba cái phần móng, thân và mái đó đối với tất cả các công trình kiến trúc di sản trong nội đô Hội An cần phải được quan tâm đúng mức sau mùa mưa bão, hoặc sau những mỗi cái đợt mà thiên tai như thế, kiểm tra xong để rút ra những cái quy luật chung của cái việc tác động thiên nhiên đến các công trình kiến trúc này, và đưa ra những cái guideline, tức là những cái hướng dẫn chống bão lụt, phòng chống và khắc phục sau bão lụt. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ kiến trúc sư Lê Vĩnh An. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính trong phiên chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó khẩn cấp với bão số 4 đã Noru đã yêu cầu phải có phương án giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản, di sản, điều kiện sinh kế của người dân ngay từ khi bão còn chưa đổ bộ. Hy vọng rằng với những tiềm năng du lịch mà Hội An đang sở hữu, cùng với những chia sẻ của chuyên gia kiến trúc, nhất thiết phải có những điều chỉnh hợp lý để vừa bảo tồn di sản văn hóa thế giới đô thị phố cổ, vừa đảm bảo Hội An phát triển bền vững, trở thành điểm đến mang bản sắc độc đáo được du khách năm châu yêu thích.